Chào mọi người, hôm nay Trần Khánh sẽ review khui thùng cài xăm lơ rồi gửi hàng cho khách. Đặc biệt cái dòng này là dòng Yamaha, cái đời mà gần đây mọi người rất là ưa chuộng đó, SX900. Đây nhưng mà đặc biệt là cái cây đàn này hôm nay là Trần Khánh sẽ quay lại cài đặt xăm lơ và gửi cho khách, không phải là ở Việt Nam các bạn, này gửi cho một cái anh ở nước ngoài. Thì muốn demo trong cái video này là để nói với tất cả những khách hàng ở nước ngoài á, nếu như mọi người có nhu cầu mua đàn mà mình ngại cái vấn đề là cài đặt dữ liệu nè, trong cái vấn đề mà thí dụ mua xăm lơ cài đặt này khó khăn á, thì thôi thì các bạn có thể đặt tại cửa hàng tại vì nhà cũ ở Trần Khánh ở Việt Nam luôn, sau đó Trần Khánh sẽ cài đặt mọi thứ hết cho mọi người luôn ha. Rồi đầy đủ dữ liệu luôn, rồi gửi phụ kiện tất cả các thứ, rồi từ chân đàn, bao đàn, USB, áo mưa đàn, rồi những cái dữ liệu xăm lơ, những cái dữ liệu dành cho đàn, là những phụ kiện ví dụ như video, sách, rồi tất cả mọi dữ liệu, tất cả mọi thứ luôn để cho mọi người gửi ra nước ngoài luôn. Thì cái chi phí gửi thì tương đối nó khá cao, nhưng mà nhìn chung thì so với cái tổng chi phí giữa cái đàn, mọi tất cả các dữ liệu rồi phí gửi thì nó vẫn thấp hơn, nó thấp hơn rất là nhiều so với mọi người mua ở nước ngoài ha. Nếu chúng ta mua ở nước ngoài thì phí nó rất là cao, 2.000 mấy, 2.200 đến 2.500 có thể cao hơn nữa. Thì so với Việt Nam mà tổng phí mà gửi ra nó có thể, các bạn có thể bị giá cao hơn khoảng 10 triệu trở lên luôn á. Cho nên á, mọi người cứ mua tại bên đây, đặt và gửi qua. Thì cái khoảng thời gian gửi qua cho mọi người thì nó dao động khoảng từ 7 ngày tới nửa tháng là chúng ta có thể nhận được thôi. Đây là Trần Khánh sẽ gửi cho một cái bưu cục quốc tế. Người ta sẽ có một cái chuyên vận hàng quá cho ra nước ngoài cho mọi người, đảm bảo an toàn không có sao hết. Tại vì Trần Khánh cũng gửi rất là nhiều khách ở bên nước ngoài rồi, cho nên muốn demo cho mọi người nào khách ở nước ngoài mà muốn mua để mà mọi người có thể là liên hệ để mà gửi cho nó dễ. Tại vì nếu mà có nhiều người á, thì mua đàn bên bển mà gửi dữ liệu qua cũng được, nhưng mà thấy nó có nhiều người không biết cài cách không cài dữ liệu á, tải về rồi cài đặt vào á, thì nó sẽ rất là khó. Cho nên á, là bây giờ á, là mọi người có thể mua tại đây và Trần Khánh sẽ gửi qua, ok ha. Mọi chi tiết mọi người có thể là liên hệ qua website nè, website để phía dưới ha, rồi không thông qua thông tin qua Gmail cũng được, không thì thôi qua số điện thoại của Trần Khánh để ở trên màn hình đó, các mình cứ theo dõi rồi có thể liên hệ ha. Rồi nếu các bạn không mua nhạc cụ thì ở nước ngoài các bạn có thể là mua những cái dữ liệu học đàn và học online xăm lơ thì cũng được, gửi không gửi qua mail cũng được, có thể gửi trực tiếp qua đường bưu điện luôn, chịu phí nó hơi cao tí xíu. Còn nếu những cái phụ kiện kia mà có thể gửi qua mail được thì chúng ta rất là tiện. Tài khoản các bạn có thể thanh toán rất là nhiều phương tiện, ví dụ có thể là thanh toán qua tài khoản PayPal, tài khoản ngân hàng, hay là gửi về địa chỉ nhà sao cũng được ha. Có gì mọi người nếu mà có gì ủng hộ Trần Khánh thì cứ liên hệ với Trần Khánh nha. Được ở đây á, được một cái mặt là thí dụ các bạn mua ở đây trực tiếp gửi qua thì Trần Khánh sẽ cài đặt mọi thứ luôn, các bạn không có cần phải cặt đầy đặt nhiều hết á. Cái gì bệnh chúng ta mở lên và sử dụng thôi. Tất cả những âm thanh nào mà trên mạng Trần Khánh đã demo để hướng dẫn mọi người học á thì trên đó sẽ có hết đầy đủ cho mọi người luôn ha. Rồi ok, đây là một cây đàn này gửi cho một cái anh ở nước ngoài đó, là cũng như quay demo cho mọi người biết, thông tin cho mọi người biết, như khách ở nước ngoài biết để mà cũng thể mua để gửi qua. Và nhớ mọi người nhớ là chi phí lúc nào cũng sẽ rẻ hơn so với mọi người mua trực tiếp ở bên nước mình, ok ha. Rồi vậy thôi, bye bye mọi người, chúc mọi người sức khỏe ha, và luôn luôn ủng hộ cửa hàng Trần Khánh nha. Rồi trong cái mùa tình hình dịch này cũng khá phức tạp cho mọi người, giữ gìn sức khỏe nha và phòng chống dịch cho an toàn. Bye bye.